Thứ hai là ngày đầu tuần mọi người ạ. Xin chào cả nhà, nắng đẹp quá. Thì xin tự giới thiệu, mình là Đức An. Mình sẽ đồng hành cùng mọi người trong video ngày hôm nay. Và trong video này, chúng ta hãy cùng xem là một ngày học tập của sinh viên FPT sẽ có gì nhá. Bây giờ thì mình đang trên đường đi học. Và mình nhớ ra một câu nói là như thế này: có thực thì mới vực được đạo. Đó, hay là trước khi đi học thì mình thử rẽ qua căng tin xem có cái gì nhá. Đi rồi. Đây là nhà ăn của chúng mình này. Ở trong căng tin thì có 4 nhà cung ứng thực phẩm, từ cơm canh, bún phở, cái gì có hết. Thôi thì cho nó nhanh, mình sẽ ghé qua siêu thị làm cái bánh, hộp sữa, thế là đủ no cả ngày. Ôi, mua đồ ăn xong rồi. Ngoài nắng đẹp ra thì ở sân trường rất là rộng, nên là rất là mát, gió mà lùa qua thì thôi rồi luôn. Đó, người ta vẫn thường hay bảo là mỗi ngày đi học là một ngày vui, nhưng mà với mình thì mỗi ngày đi học nó là một ngày tập thể dục. Mà không muốn tập thì cũng không được. Mọi người biết tại sao không? Muốn biết nha. Đây, cho xem, đợi tí. Đấy, mọi người thấy chưa? Ui, đây là tòa mình sẽ học này. Đây gọi là tòa Alpha. Mà đường đi thì dài thôi rồi. Mệt quá anh em ạ. Thế trèo 77-49 bước mà lên đến nơi. Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi xem là một tiết học sẽ có những gì nhá. Let's go. Rồi, chào mọi người, vừa mới xong một tiết xong thì bây giờ mình sẽ đến tiết thứ hai. Và sang tiết mới thì mình sẽ phải chuyển lớp. Nắng quá. Mình thì mình vừa mới hoàn thành một tiết học ở trên lớp xong và cô giáo giao bài tập về nhà. Đó, vậy nên bây giờ mình sẽ phải cần tìm một chỗ nào đấy nó có thể yên tĩnh này. Đó, và ngoài ra là mình có thể tìm được những cái tài liệu để phục vụ cho bài tập của mình nữa, không thì điểm kém chết. Thì bây giờ anh em cùng mình lên thư viện ở FPT xem nó như thế nào nhá. Rồi, xin giới thiệu mọi người, đây là tòa Delta cửa tự động mở này. Ui rồi, mọi người thấy rộng chưa? Ở đây vẫn còn mấy anh em đang học võ này. Các bạn sinh viên trường mình cũng chăm chỉ nhỉ. Giờ cũng khá muộn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều bạn đang tham gia học võ ở đây. Mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Đó là vào trong những cái ngày thành lập đầu tiên của đại học FPT ý, thì các lãnh đạo cấp cao của nhà trường cũng một mong muốn là các sinh viên khi được đào tạo trở thành một công dân toàn cầu thì các bạn vẫn có thể nhớ lại được những nguồn cội của đất nước mình. Đó là lý do tại sao mà sinh viên FPT khi mà học tại trường sẽ cần phải theo học hai bộ môn bắt buộc. Thứ nhất đó là nhạc cụ dân tộc và thứ hai là giáo dục thể chất, võ của Việt Nam. Đây các bạn áo xanh mọi người có thể thấy ở đây. Sinh viên FPT quá là đa tài luôn. Đây là thư viện của chúng mình này. Chúng mình còn hay gọi đây là Zara phiên bản sách vở, bởi vì là giống như các chị em ấy, bước vào showroom thì cái gì cũng muốn chọn, cả một bầu trời kiến thức thế kia còn gì. Nay thì mình sẽ kiếm vài cuốn sách phục vụ cho môn học của mình, mò một thôi một hồi mới ra. Có một cách nhanh hơn để giúp các bạn tìm sách, đó là nhờ các anh chị ngồi ở dưới tầng 1 kia. Nay mình có nhiều thời gian với cả thấy các anh chị còn đang giúp các bạn khác nữa, nên là thôi có thể tự đi lấy cũng được. Đấy, bắt đầu cắm mặt vào đọc viết, học cho to đầu mắt cận vào. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, còn chơi không học thì quẹt thẻ tiền học lại. Đấy, học hành các thứ xong thì bây giờ trời cũng tối rồi. Mình đang phải đứng dưới cột đèn quay cho mọi người cho nó sáng đây này. Đó, thì vào buổi tối sinh viên FPT chúng mình có rất nhiều hoạt động có thể lựa chọn làm riêng. Ví dụ như là bạn có thể đi ăn này, đi chơi này, đi sinh hoạt cùng lớp, cùng bạn bè. Đó, hoặc là đi tập nhảy, đó vân vân và vân vân. Còn như mình thì mình sẽ chọn công việc, mình sẽ cần phải tham gia một buổi họp. Bởi vì hiện tại mình đang làm trưởng ban tech care của một chương trình, đó là Miss FPTU Hà Nội 2022. Còn cụ thể nó như thế nào thì đi cùng mình nhá. Đó, mọi người thấy cái ấn phẩm không? Quá đẹp, 10 điểm cho đội design. Rồi, cuối ngày hơi tã nhưng mà xin giới thiệu mọi người, đây là các member của ban mình. 3, 1, 2, 3 FPTU. Vì là chương trình có quy mô lớn nên là chúng mình thường xuyên cần phải có những buổi họp như thế này để triển khai công việc tiếp theo này, xem là có gì sai sót từ lần trước thì rút kinh nghiệm. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một ngày làm sinh viên FPT thì sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ thì khá là muộn rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này, nó có thể giúp cho mọi người giải trí này. Và mọi người hãy cho mình biết xem là một ngày của mọi người diễn ra như thế nào ở dưới phần bình luận nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Đi ngủ đây.